Sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ hôm qua ngày 24 tháng 2 tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng khi một số học viên đã có mâu thuẫn dẫn tới ẩu đả, xô xát. Lực lượng chức năng sau đó đã mời những học viên này lên làm việc, thế nhưng những người này không chấp hành. Tới khoảng 17 giờ cùng ngày, nhiều học viên đã tập trung lại, tràn ra cổng cơ sở cai nghiện. Sau đó, nhóm người này đã khống chế lực lượng bảo vệ cơ sở cai nghiện để tràn ra ngoài và bỏ trốn. Sự việc khiến người dân hoang mang, nhất là các em học sinh. Tính đến 3 giờ chiều nay, lực lượng chức năng đã truy bắt được hơn 100 người, trong đó có một số học viên trốn về nhà và được gia đình đưa trở lại cơ sở. Cục An toàn thông tin cho biết cơ quan công an vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Đinh Văn Cường, trú tại thôn 4, Thường Vĩ, xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức quảng cáo lừa đảo xây nhà trên mạng xã hội. Qua công tác nắm tình hình, đội cảnh sát hình sự công an huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam phát hiện một đối tượng liên tục sử dụng các trang mạng xã hội Facebook có tài khoản Nhà gỗ Bảo Lâm và Nét đẹp cổ truyền chạy quảng cáo có khả năng thi công xây dựng nhà gỗ các loại với các hình ảnh thiết kế đa dạng hấp dẫn. Sau đó yêu cầu các chủ đầu tư có nhu cầu làm nhà gỗ chuyển tiền đặt cọc nhưng thực chất nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, trước tài liệu chứng cứ thu thập được, Đinh Văn Cường khai nhận do làm ăn thua lỗ, nợ tiền của nhiều người nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội. Khi các bị hại tin tưởng chuyển tiền đặt cọc xây dựng nhà gỗ thì Cường hủy kết bạn, chặn toàn bộ liên lạc nhằm chiếm đoạt tài sản. Với các thủ đoạn trên, từ đầu năm 2023 đến nay, Đinh Văn Cường đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại ở các tỉnh thành trên cả nước với số tiền chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng. Cơ quan công an đề nghị những ai bị đối tượng Đinh Văn Cường lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến trình báo tại công an huyện Lý Nhân, Hà Nam hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Văn Thành theo số điện thoại 0962 889 311 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Cũng thông qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin khi mua bán, giao dịch qua mạng xã hội, tránh để các đối tượng lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 25 tháng 2, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ cháy xảy ra tại một số cơ sở sản xuất trên đường Nguyễn Văn Trà, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 24 tháng 2, khói lửa bùng lên từ khu vực có một số cơ sở sản xuất như xưởng nhựa, nón bảo hiểm, xưởng gỗ liền kề nhau. Người dân khu vực hô hoán tìm cách tiếp cận dập lửa nhưng bất thành. Do gặp các vật liệu dễ cháy, ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan rộng tạo cột khói khổng lồ, khiến người dân hốt hoảng, di rời đồ đạc và tháo chạy ra đồng để tránh bị ngạt khói. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Bình Chánh cùng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4 huy động nhiều phương tiện cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế dập lửa. Cảnh sát chia nhiều hướng tiếp cận tiến hành dập tắt đám cháy. Đến hơn 22 giờ tối cùng ngày, cảnh sát vẫn tích cực xịt nước, dập lửa tàn tại đám cháy. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Theo đó, đội quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường Nghệ An phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh linh kiện điện thoại do bà Phan Thị Hồng Duyên làm chủ có địa chỉ tại đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở kinh doanh đang bày bán 1.550 sản phẩm linh kiện điện thoại, 500 cái kính cường lực, 1.050 cái ốp lưng điện thoại. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nói trên. Đội quản lý thị trường số 3 đã tiến hành xử phạt hành chính, tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm với tổng giá trị thu phạt gần 60 triệu đồng.